vào sức khỏe của chúng mình nữa. Các bạn ơi, kinh khủng quá các bạn ơi. Lần trước ấy, nhà mình ấy đã có trộm đột nhập đúng không các bạn? Eo ơi, mình ấy đã trốn tên trộm đấy bao nhiêu lần, thế mà ai tên trộm ấy vẫn ở nhà mình các bạn ạ. Mãi bố mẹ mình ấy đi siêu thị gì mà lâu ơi là lâu chưa về. Được rồi, lần này mình sẽ xem là tên trộm ấy cần cái gì hay là muốn làm cái gì, rồi mình ấy lại tiếp tục trốn hắn các bạn nhá. Và đặc biệt lần này mình sẽ phải gọi cảnh sát nhá. Nếu các bạn là fan chân chính của Hà Sam thì các bạn hãy nhớ like để ủng hộ Hà Sam đỡ run sợ trước tên trộm nhá. Ui, tên trộm đến rồi, đến rồi, đến rồi. Mình đi, đi phục kích hắn đây. Đấy, ngôi nhà thân yêu của mình đây nè các bạn ơi. Mà mình đứng ở trên cái phòng ở trên mà tên trộm nó đi ông dung ở nhà mình nó nhớ nhà của hắn vậy á. Rồi mà cứ giòm giòm ngó ngó các bạn nhá. Rồi thì lần trước ấy thì mình đã chôn tên trộm này, level 1 này, level 2, level 3, level 4 rồi. Ok, lần này thì mình sẽ chôn cái gì mà ở trong nhà tắm này các bạn ơi. Rồi ok, mình sẽ chôn tiếp tục hắn nha, để hắn ấy sợ mà đi khỏi nhà mình luôn các bạn nhá. Level 5. Đây nè, nhìn tên trộm đuổi mình mà mình hết hồn à. Rồi ok, ui, hắn ngủ ở giường của bố mẹ mình các bạn ơi, lại còn ngoáp ngoáp nữa nè. Trời ơi, nhìn trông có khác gì là xác ướp Ai Cập hay không? Rồi hắn đi đâu đây? À, ra ngồi hóng gió các bạn ơi. Cái tên này á là cái tên hôm qua chưa tắm các bạn ạ. À. Đấy, hôm nay hắn mới dự định đi tắm đây nè. Và làm sao mình sẽ chôn cái bồn tắm của hắn nha, làm hắn ấy tưởng là trong cái nhà này cũng mà. Các bạn đi, hãy nhớ like để Hà Sam ấy có thể chôn tên trộm này thành công nha. Rồi ok, nào đi nào. Hắn đang ở trong nhà. Hắn ở đâu nhỉ? Hắn ở đâu nhỉ? Trời ơi, hắn tóm chân mình rồi các bạn ơi. Mình chưa kịp làm gì cả các bạn ạ. À. Rồi lại nhá. Ở cái nhà này thoải mái quá đi mà mệt mỏi quá trời, nhất định mình phải đi tắm mới được. Rồi các bạn ơi, hắn đi vào đây, mình sẽ chạy. Nãy hắn tóm được mình, bây giờ mình sẽ chạy nha. Ủa, đấy, mình biết ngay mà. Cái tên trộm này đeo mắt kính đen các bạn ạ. Nên hắn phải đến gần, cách độ tầm từ đây đến đây thì hắn mới nhìn thấy nha các bạn nha. Còn nếu mà xa hơn là hắn không nhìn thấy. Mình biết ngay mà, hắn ta bị ấy mà, bị kiểu như là bị đuôi mà. Rồi mình sẽ tìm cái gì đây? Mình tìm những cái mà để có thể chôn tên trộm đấy các bạn nha. Rồi ngoài này thì không có cái gì cả các bạn ạ. Rồi. Hắn lại đi vào. Hắn đi vào các bạn ơi. Hắn đi đâu đây? Hắn đi đâu nhỉ? Hắn đi đâu nhỉ? Đừng bảo là hắn ra chỗ mình nhá. Không phải đâu. Mở cửa đi vào nè. Rồi, mình sẽ lên tầng thử xem hắn ra ngoài sân rồi các bạn ơi. Rồi lên tầng nè. Lên tầng tìm cái gì ta? Tìm cái gì mà có thể chôn được ở trong bồn tắm của hắn ta? Rồi ok, đi nè. Mở cửa. Ôi, toàn bị cửa nó đập vào mồm rồi các bạn ơi. Kéo đổ mũi tên trộm lại đi lên cầu thang rồi các bạn ơi. Rồi, mình sẽ chạy lên đây. Rồi, mình sẽ chạy lên đây các bạn nha. Tên trộm này là tên trộm nó hay tìm mình ở trên này lắm nè. À, bây giờ hắn lại đi xuống rồi. Ôi, cái bát này cho con cún nhà mình nè các bạn ơi. Mà con cún nhà mình nó đâu rồi các bạn ạ? Nó gặp trộm mà nó sợ quá, nó chạy mất sang bên nhà hàng xóm rồi. Đấy, bây giờ chỉ còn có bát thôi, còn không thấy cún đâu. Rồi, bây giờ mình sẽ đi tìm. Ôi, cái gì đây? Chắc chắn là cái này là cái chất mà đổ vào trong bồn tắm của tên trộm đây mà. Mình sẽ tìm nha, tìm phòng tắm của tên trộm nha các bạn nha. Hắn để hắn anh không tóm được mình luôn. Cho hắn biết đời. Ui, ở trên. Hắn lại lên đây rồi các bạn ơi. Ui trời ơi, lại lên đây rồi. Thôi thì mình lại chạy. Rồi các bạn ơi, hình như tên trộm này là kiểu như là mũi thính hay sao ấy. Là cứ thấy mình đến là bắt đầu là đi tìm hay sao ấy. Mình chuẩn bị mà đi xuống là lại đi lên. Rồi hắn ta lại đi xuống. Đấy, mình biết ngay mà. Không ngửi thấy gì là lại đi xuống ngay mà. Nhanh nha các bạn nha. Đi tìm phòng tắm của tên trộm này thật là nhanh. Nhanh hết sức có thể luôn. Và các bạn biết không, đảm bảo ấy, hắn tắm xong hắn sẽ bị ghẻ. Ok, cái phòng này của hắn ta. Phòng
phòng này phải không ta? Phòng này, mở cửa mở cửa. Ui, đúng phòng tắm này, nhưng mà hình như không phải là phòng này các bạn ạ. Đúng là phòng tắm nhưng đây không phải phòng này đâu. Ok, thế mình đi tìm phòng khác nha. Rồi, mở cửa. Mở cửa, trời ơi khó quá các bạn ơi. Có phải phòng này không? Cũng không phải luôn. Ok, thế đi tìm phòng khác nha. Rồi, đây phải phòng gì? Rồi, hay là phòng này mình vừa đi qua nhỉ? À, không phải, phòng này ra vườn. Không phải các bạn ơi. Rồi, ok. Mình tìm các phòng mái cũng hết hơi luôn đấy các bạn ơi. Rồi, có phải phòng này không? Không, phòng này phòng bếp các bạn ơi. Trời ơi, đi tìm phòng nhà mình thôi mà mệt hết cả hơi các bạn ạ. Đứt cả hơi luôn. Nhà thì nhà mình có 3 người thôi. Mà bố mẹ mình xây cho mình ấy, như kiểu là cái tòa mê cung luôn đấy các bạn. Ui, tên trộm kìa. Ui, tên trộm kìa. Ui, mình đứng ngay đây mà hắn đi qua hắn không nhìn thấy các bạn ạ. Ôi trời ơi, mình bảo các bạn rồi là tên trộm này bị đuối. Rồi đây đây đây, có cái phòng nữa này, trong này không biết phải không ta. Mở cửa. À, đây rồi, đây mới chính là cái phòng tắm này nè. Rồi mình sẽ đổ vào đây các bạn nha, đứng vào đây nè. Rồi ok, đứng vào đâu nhỉ, đứng vào đây. Đây. Vào đây. Rồi rồi các bạn ơi, vào đây nhá. Hoa mắt chóng mặt quá các bạn ơi. Rồi, rồi hoa mắt chóng mặt quá. Rồi đúng không ta, mình đi vào đây là đúng rồi mà, sao mà không đứng vào được nhở. Ok ok. Rồi đứng vào đây. Thả đây các bạn ạ, à, mình sẽ đi tìm chỗ khác nha. Rồi. Mệt ơi là mệt luôn ấy. Ôi cái nhà mình nó như mê cung, bây giờ mình phải đi đâu để tìm nhỉ? Ôi mình đi đâu bây giờ đây các bạn ơi? Ôi, hắn ta ra ngoài rồi các bạn ơi. Hắn ta ra ngoài rồi. Bây giờ mình sẽ tìm các phòng. À, ngoài này là ban công các bạn ạ. Ấy, có cái gì đây? Cái cưa các bạn ạ, cái cưa này để làm gì nhỉ? Cái cưa này để làm gì ta? Cưa cái thang. Nhưng mà cái thang đâu? Đây. Đây các bạn ơi, đây. Cái thang đây các bạn ơi. Rồi ok. Ôi trời ơi, mình hạnh phúc quá. Rồi, mình sẽ cưa nó. Tên trộm với chắc chắn lần này sẽ bị ngã sấp mặt luôn. Wow, các bạn ơi, tên trộm bị ngã rồi các bạn ạ. Ôi, tên trộm bị ngã rồi. Đau lòng quá nhưng mà thôi cũng kệ. Rồi, tiếp này. Lần này là nhiệm vụ quan trọng hơn cả. Đó chính là mình sẽ phải gọi điện cho chú cảnh sát đến bắt tên trộm này các bạn nha. Đây là căn nhà mình. Căn nhà này đã
chiếc điện thoại. Ủa cái điện thoại các bạn ơi. Uầy, nhiệm vụ của mình là đi lấy cái điện thoại này để gọi cho chú cảnh sát nha. Được rồi, đây sẽ là một cuộc gọi cực kỳ quan trọng này. Nhiệm vụ lần này cực kỳ quan trọng đối với mình này các bạn ơi. Tên trộm đâu? Đâu nhỉ? Hắn ra ngoài rồi các bạn ơi. À đây, hắn đi vào đây. Chú trộm kia, chú ra khỏi nhà cháu ngay. Đây là nhà cháu. Các bạn ạ, nói to là rất dễ bị tên trộm nghe thấy. Thôi bây giờ mình sẽ đi tìm nha các bạn nha. Tìm xem là cái điện thoại ở đâu. Ôi dồi ôi, đây là phòng bếp, không phải điện thoại nè. Không phải cái phòng có điện thoại nè. Rồi. Đây là phòng này không giống phòng đấy. Cái phòng đấy là nó khác, nó tăm tối thôi các bạn ơi. Rồi, có thể là phòng này chắc. Rồi, mở ra. Phòng này là phòng ngủ các bạn ơi, không phải. Ui, ở đây có cái đèn. Ui, cái đèn này hiện đại không các bạn ơi, hiện đại nhờ. Cái gối này hiện đại này. Rồi, tranh này hiện đại này. À đây, cái phải cái tranh cái tivi biết. Rồi, cánh cửa này, ui. Nhà mình quá hiện đại luôn đấy các bạn. Mỗi tội là nhà không có ai, bố mẹ mình không có nhà mà trộm nó lại vào nhà mình một cách hồn nhiên như có tiên. Rồi bây giờ mình sẽ đi tìm phòng nha các bạn nha. Ui ở đây nhiều phòng thế, mình nãy phòng này mình đi qua chưa nhỉ? Mình vào chưa không biết. Mình kiểu như là bị lẫn đi các bạn. Nhiều phòng quá mình bị kiểu bị quên đi các bạn. Rồi, mọi lần ấy mình về nhà mình ấy mà mình còn thấy choáng luôn, không biết là phòng nào phòng nhà mình, phòng nào phòng ăn, phòng nào phòng khách luôn ấy. Ui, tên trộm chuẩn bị lên. Ui các bạn ơi, thế thì bây giờ mình phải chạy trốn ngay nhé các bạn nha. Sau đó thì sao? Mình sẽ xuống tầng dưới, tại vì những cái tầng này, phòng này là mình tìm hết rồi. Trên này mình tìm hết rồi, không có cái phòng nào mà có điện thoại như nãy. Ôi chết rồi, lạch rồi. Đây này, phòng này là phòng ngủ của bố mẹ mình đây nè. Rồi đấy, mình đi xuống đây. Ôi dồi ôi, dưới này cũng có nhiều phòng lắm các bạn ơi. Rồi mình sẽ mở cái phòng nào mà có cái điện thoại nhá. Không phải phòng này các bạn ơi. Phải phòng này các bạn. Ôi dồi ôi, nó lại đập vào mặt rồi. Ôi dồi ôi, đi ra. Đi ra kiểu gì đây này. Các bạn ơi, tên trộm lại đi vào á. Tên trộm lại đi vào đây. Mình sẽ chạy bên này. Ui, hắn không nhìn thấy mình đâu. Ô, nãy mình mở cái cánh cửa nào nhỉ? Nãy mình mở cánh cửa nào ấy các bạn ơi. Rồi, mở ra nè. À đây rồi, đây chính là